Trong những tuần gần đây, các học khu ở vùng thủ đô nước Mỹ đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh trong việc có cho con trẻ quay trở lại trường học trong mùa khai giảng tháng 8 này hay không. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ gửi thư tới gia đình, khảo sát trên mạng, cho tới họp online với phụ huynh. Là một phụ huynh có hai con nhỏ đang theo học hệ thống trường công lập ở ngoại ô Washington DC, anh Hoàng Vi Kha cho rằng việc kết hợp giữa học online với tới trường 1 đến 2 buổi mỗi tuần là phương án khả thi cho năm học tới đây. Nếu như nhà trường phối hợp với lại các chính quyền của địa phương, thành phố, tiểu bang và cả của liên bang đưa ra những cái đề án, những cái phương pháp làm sao để có thể dung hòa vừa có thể đến lớp và vừa có thể online, dần dần như vậy đó thì nó sẽ trở nên giúp cho cái sinh hoạt không chỉ của các em mà còn cả cha mẹ phụ huynh cũng đỡ bị căng thẳng về tinh thần hơn. Từ tháng 3, khi dịch bệnh COVID có chiều hướng gia tăng, học sinh khu vực thủ đô Washington DC đã được nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn và tiến hành việc học online cho tới khi niên học kết thúc vào giữa tháng 6. Nhiều trường học trong vùng đưa ra hai phương án để phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con mình. Một là trực tuyến toàn phần, hai là phối hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp, mà qua đó học sinh sẽ đến lớp 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Tại trường dạy Việt ngữ Thăng Long ở ngoại ô Washington, thầy hiệu trưởng Hoàng Vi Kha cho biết kế hoạch của trường là tiếp tục dạy online cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát. Cái giải pháp hiện tại là tháng 9 này vẫn có thể tiếp tục học online. Mong muốn là sẽ điều chỉnh lại cái cách thức dạy cho nó thích hợp online và đồng thời có những cái cập nhật về những cái khoa học kỹ thuật và những cái hỗ trợ giúp đỡ cho những cái phụ huynh nào không có điều kiện về khoa học kỹ thuật cũng như là về những cái máy laptop vân vân thì họ có thể dễ dàng để mà học online được. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra một số khuyến cáo cho các trường học khi mở cửa trở lại, bao gồm xét nghiệm COVID, chia học sinh ra thành từng nhóm nhỏ, cho các em ăn trưa trong lớp học thay vì ở căng tin, giảm thiểu việc dùng chung học cụ, cho học sinh ngồi cách nhau 2 mét. Tổng thống Trump cho rằng các hướng dẫn của CDC đưa ra tốn kém, không thực tế và dọa sẽ cắt ngân quỹ liên bang cho các trường công nào không mở cửa trở lại, dù số ca nhiễm COVID tại Mỹ còn đang gia tăng. Hai cái triều đại nhà Lý.